11 câu chuyện, 11 bài học cuộc sống. Chỉ cần một lần nghe sẽ ghi nhớ cả đời. Trong đời có rất nhiều việc, nhìn thì có vẻ như là làm cho người khác. Thật ra, cuối cùng đều là làm cho chính mình. Vì vậy, nếu phải làm thì hãy làm cho tốt nhất. Hãy cùng lắng nghe 11 câu chuyện ngắn sau đây để có thể tích lũy thêm cho mình những bài học cuộc sống quý giá. Câu chuyện thứ nhất. Trong góc nhỏ tối tăm có ánh mặt trời sáng lạng. Trong cuộc sống, có nhiều người bất hạnh do hoàn cảnh. Nhưng lựa chọn thái độ đối diện với điều đó như thế nào thì mỗi người là không giống nhau. Cũng như câu chuyện sống đẹp về gia đình này, nó cho chúng ta thấy trong góc nhỏ tối tăm có ánh mặt trời sáng lạng. Đó là ngày mồng 1 tháng 7 năm 2000, tôi vĩnh viễn ghi nhớ ngày đó. Tôi một mình lái xe tới thị trấn, nơi đó có một siêu thị của tôi. Bước ra khỏi cổng siêu thị, lúc đó đã là 2 giờ chiều. Từ phía xa xa, tôi nhìn thấy một người đang nằm bò trên chiếc xe hơi của tôi. Dường như đang vẽ vẽ, vạch vạch thứ gì đó. Tiến lại gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra một cậu bé da đen đang dùng một chiếc dẻ kỳ cọ chiếc xe của tôi. Mồ hôi ướt đẫm chiếc quần bò xám của cậu bé. Mong cậu ngẩng cao, gắng sức không để cơ thể chạm vào xe. Đôi giày dưới chân cậu đã rách nát. Có thể thấy rằng đây là một cậu bé nghèo. Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu bé. Cậu a lên một tiếng. Chiếc dẻ trên tay rơi xuống đất. Tôi mỉm cười đưa tay ra chào. Xin chào cậu bé. Cậu chần chừ hồi lâu mới đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Chào chú. Có vẻ như đây là một cậu bé thật thà hay xấu hổ. Tôi rút 100 USD trong túi đưa cho cậu bé. Nhưng cậu hoảng hốt lắc đầu, cúi mặt nhỏ nhẹ nói. Cháu đợi chú ở đây 4 tiếng đồng hồ, không phải vì điều này. Tôi càng kinh ngạc hơn, bởi lẽ cậu bé nói rằng cậu ấy thích chiếc xe của tôi. Cậu bé quả thật có tầm mắt, trong vài trăm chiếc xe cùng đổ ở đây. Chiếc xe Porsche của tôi lại lọt vào mắt xanh của cậu. Thế thì chú chở cháu đi lòng vòng hóng gió nhé. Tôi đột nhiên cao hứng. Cậu bé hào hứng chui vào trong xe hỏi tôi. Thật à, thưa chú. Khi tôi nổ máy, cậu bé nói. Chú có thể chở cháu về nhà được không ạ? Chưa tới 3 dặm đường đâu ạ. Cậu bé ranh mảnh này đang muốn khoe khoang với người nhà và bạn bè chăng? Tôi thầm nghĩ. 15 phút sau, hiện ra trước mắt tôi là một căn nhà lụp xụp, cũ nát. Xe vừa dừng lại, cậu bé nhảy phốc xuống đất, vừa chạy vừa nói với tôi. Xin chú đợi cháu 5 phút mà. Cậu chạy như bay vào căn nhà tồi tàn. Một lúc sau, cậu bước ra. Trên lưng cõng theo một bé gái. Thần thái và bước đi của cậu như thể chiếc xe sang này là của mình vậy. Cô bé cậu cõng trên lưng, tứ chi co quắp. Tôi dường như chợt hiểu điều gì đang diễn ra. Bèn vội vàng mở cửa xe cho hai chị em. Cậu bé đặt cô gái lên xe, rồi nói với tôi. Đây là chị gái cháu, chị ấy bị liệt từ nhỏ. Sau đó, tôi nghe thấy cậu bé nói với chị mình. Chị còn nhớ lần trước em kể với chị về chiếc xe ấy không? Chị nhìn xem, chính là kiểu xe này. Khi nào có tiền, chắc chắn em sẽ mua cho chị một chiếc. Cô bé nở nụ cười tươi như trẻ thơ. Hai tay cô bé chống sườn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hóa ra, cậu bé đội trời nắng, lao xe suốt 4 tiếng đồng hồ chờ đợi và nhờ tôi chở về nhà là vì lý do này. Cậu bé chỉ muốn chị gái mình được nhìn thấy món quà cậu sẽ tặng chị ấy trong tương lai. Lúc ấy, quỷ thần sai khiến thế nào tôi lại đi vào trong nhà cậu ấy. Căn nhà lụp xụp hơn tôi tưởng. Hai chị em và người mẹ
sống nương tựa vào nhau. Mẹ cậu làm công nhân vệ sinh trong một nhà xưởng. Phòng ăn nhỏ bé, không có đồ đạc gì, nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Ngoài việc chăm sóc chị gái ra, hàng ngày cậu bé tới viện dưỡng lão làm hộ lý 5 giờ đồng hồ. Cậu bé mới 16 tuổi. Khi sắp rời đi, tôi lại nhét tờ 100 USD vào tay cô chị gái tàn tật. Nhưng cô bé nhất quyết trả lại và nói: "Chúng cháu ổn mà." Tôi dừng bước, ngẫm nghĩ. Cậu bé này chắc chắn có tương lai. Tôi đảm bảo như vậy. Tôi gọi điện cho giám đốc nhân sự của siêu thị, nói với ông ấy rằng ngày mai sẽ có một cậu bé rất tuyệt tới kho hàng làm việc. Cậu bé sẽ thành công, tôi tin chắc là như vậy. Đó là một nhân viên khác biệt, nghèo khó nhưng lạc quan, tự tin. Dẫu bước đi trong góc nhỏ tối tăm, trái tim cậu vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp và sáng lạng như ánh mặt trời. Câu chuyện thứ hai, hiểu được trái tim. Một cái ổ khóa kiên cố móc trên cổng, Thanh Sắc dùng hết sức lực mà vẫn không thể mở ra được. Chìa khóa đến rồi, thân hình nhỏ bé gầy gò tra vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một vòng, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Thanh Sắc tò mò hỏi: "Vì sao tôi bỏ rất nhiều sức lực cũng không mở được, còn cậu lại dễ dàng mở ra được vậy?" Chìa khóa nói: "Bởi vì tôi hiểu trái tim của anh ta nhất." Bài học: trái tim của mỗi người đều giống như ổ khóa khi vậy. Thanh Sắc càng cứng càng không mở ra được. Chỉ có tinh tế cảm nhận thì mới có thể trở thành chiếc chìa khóa đi vào lòng người khác để hiểu họ. Câu chuyện thứ ba. Một công ty nọ chuẩn bị chuyển tài xế với mức lương cao. Qua nhiều vòng tuyển chọn, chỉ còn lại 3 người có kỹ năng tốt nhất. Giám khảo hỏi họ: "Bên vách đá có một khối vàng, các anh lái xe đến đó. Các anh nghĩ rằng nên cách đó bao xa để không bị rơi xuống dưới?" Người thứ nhất nói 2 mét. Người thứ hai nói như đinh đóng cột, nửa mét. Người thứ ba thì nói: "Tôi sẽ cố gắng xa vách đá nhất có thể, càng xa càng tốt." Kết quả là công ty này chọn người thứ ba. Bài học: đừng cố chấp với cám dỗ mà nên tránh càng xa càng tốt. Câu chuyện thứ tư, hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng. Một người thanh niên đã nói mấy lời bất kính với ông. Mọi người đã phê bình vị thanh niên trẻ tuổi này, nhưng anh hùng hồn nói: "Không phải chỉ là mấy câu nói hay sao? Tôi xin lỗi ông ta là được chứ gì?" Vị tăng nhân nghe xong mỉm cười nhìn chàng trai trẻ rồi nói: "Để ta kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một người lúc nhỏ đi vào núi sâu, nhặt được về một con gấu chó. Người này hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng con gấu chó này. Nhưng có một ngày, con gấu đã xâm phạm vườn ngô của nhà hàng xóm. Hàng xóm tìm đến tận cửa để trách mắng. Anh này rất tức giận, cầm lấy cây gậy đánh con gấu túi bụi, hơn nữa còn mắng: Súc sinh, rốt cuộc vẫn là súc sinh, ta không nuôi mày nữa. Đánh xong, anh ta đuổi con gấu ra ngoài nhà. Ngày hôm sau, anh cảm thấy hối hận, nhưng con gấu đã đi vào sau núi. Dù rất hối hận, anh ta vẫn không thể tìm được con gấu nữa. Một lần vào núi đi săn, anh gặp phải một con hổ dữ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn cách thoát thân, anh ta nhắm mắt lại chịu chết. Đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, anh ta mở mắt. Thì ra là con gấu kia đang bảo vệ anh. Con gấu đánh đuổi hổ đi. Anh ta vui mừng lắm, tiến đến vuốt ve con gấu rồi nói: "Thật tốt quá, lần trước ta đánh mày có còn đau không? Theo ta trở về nhé."
Con gấu nói, tôi đã sớm không còn đau nữa, nhưng lời người nói vẫn còn khiến tôi đau, hơn nữa rất đau, rất đau. Vị tăng nhân kể xong, tất cả mọi người liền cảm thán rằng chỉ một lời nói thoáng qua mà lại gây tổn thương lớn như vậy. Duy chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn giữ bộ dạng tỏ vẻ coi thường. Vị tăng nhân lại lấy mấy cây đinh, nói với chàng thanh niên. Anh đóng mấy cây đinh này vào thân cây xem. Chàng trai làm theo lời vị tăng nhân, đóng mấy cây đinh vào thân cây. Chàng thanh niên này vừa làm xong thì vị tăng nhân liền nói. Anh hãy lấy mấy cây đinh ra. Chàng trai cũng không nói gì, lại gỡ mấy cây đinh ra. Nhưng anh ta tốn sức cả buổi, dùng đủ mọi cách giằng co mới gỡ được một cây đinh. Vị tăng nhân tiến đến bên anh ta, dùng ngón tay xoa xao dấu đinh còn lưu lại trên thân cây và nói. Đã gỡ rồi, nhưng có thể làm được gì chứ? Trên thân cây không phải còn lưu lại vết thương thật sâu hay sao? Giống như câu chuyện về con gấu kia vậy. Dù cái đau bởi gậy gộc đã hết từ lâu, nhưng lời tổn thương của người thợ săn kia thì cả đời cũng khó mà quên được. Vị tăng nhân nhìn thoáng qua chàng trai, nói tiếp. Nói lời tổn thương người khác, giống như cây đinh này vậy. Dù anh có thể thu hồi lại, nhưng tổn thương đã gây ra như vết sẹo trên thân cây, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Chàng trai nghe xong đột nhiên hiểu ra và nói. Tôi rút cuộc đã hiểu, nói năng lỗ mãng với người khác sẽ gây tổn thương lớn như thế nào. Cảm ơn đại sư đã chỉ dạy. Vị tăng nhân nghe xong gật đầu rồi thong thả rời đi. Hãy cẩn trọng từng lời bạn nói, bởi vì tổn thương từ lời nói gây ra có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Câu chuyện thứ 5. Khuôn mặt cười của con trai. Con trai tôi có khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Mỗi lần gặp thất bại trong cuộc sống, tôi hay nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ ấy và nhớ đến một câu chuyện của cậu bé khiến tôi thay đổi thái độ với cuộc sống xung quanh. Có một lần, cậu bé náo nức chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn đội tuyển bóng đá giao lưu giữa trường của cậu bé và trường bạn. Cậu bé chờ đợi được làm cầu thủ số 10 để có thể thực hiện những cú sút thật ấn tượng. Bóng đá vốn là môn thể thao cậu yêu thích nhất. Nhưng tôi có phần lo lắng, sợ rằng con trai mình không được chọn vào đội tuyển. Vì tôi biết cậu bé chưa phải là cầu thủ cừ khôi trong số các bạn cùng trường. Ngày tuyển chọn, tôi đi đón con trai vào giờ tan học và tự nhủ kết quả sẽ thể hiện trên mặt con trai và tôi sẽ không cần phải hỏi cậu bé kết quả ra sao. Nghĩ đến khả năng nhìn thấy khuôn mặt rầu rầu khi cậu con trai yêu quý bước ra từ lớp học, tôi không khỏi bồn chồn. Nhưng rồi, khi chuông reo, cậu bé chạy ra từ lớp học, nhìn thấy mẹ, con trai chạy ào ào về phía tôi với chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập vui sướng và hãnh diện. Mẹ ơi, mẹ đoán thử xem con được vào vị trí nào? Ý nghĩ của tôi lướt qua trong đầu. Chẳng lẽ tiền đạo số 10 thật sao? Cậu con trai hồn nhiên la toáng lên một câu khiến nó trở thành bài học mãi mãi về sau này cho tôi. Mẹ ơi, con đã được các cô lựa chọn vào đội vỗ tay và cổ vũ mẹ. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của Frederick Landry. Hai người cùng nhìn bầu trời buổi tối qua những chứng sông. Một người chỉ thấy toàn màu đen, còn người kia thì thấy những vì sao lấp lánh. Câu chuyện thứ 6. Lời khen ngợi con dâu của mẹ chồng. Có một bà mẹ chồng rất tâm lý. Con dâu cùng con trai của bà sau khi kết hôn xong đã cùng nhau bay qua Mỹ để học. Một hôm, bà đến Mỹ để thăm đôi vợ chồng trẻ,
thì phát hiện con trai mình béo lên, con dâu lại gầy đi. Bà đau lòng nói với con dâu: sao con lại gầy thế này? Người con dâu nhất thời không nhẫn được, liền kể lể với mẹ chồng, trách chồng lười nhác không làm việc nhà hoặc đụng đâu đổ bể đó. Kỳ thực, trên đời này chẳng có người mẹ chồng nào muốn nghe con dâu phàn nàn về con trai của mình. Đa số các bà mẹ chồng cũng đều sẽ không nhẫn nhịn được mà thay mặt con trai nói vài lời. Nhưng bà mẹ chồng hiện đại này rất tâm lý. Sau khi nghe con dâu phàn nàn xong, bà chỉ mỉm cười nói một câu: nhưng mà có một chuyện chồng con làm được rất đúng. Là chuyện gì vậy ạ? Cô con dâu tò mò hỏi. Chính là đã lấy được con đó. Cô con dâu nghe xong liền cười tươi vui vẻ và không còn phàn nàn nữa. Câu chuyện thứ 7. Câu nói ấm áp của người chồng. Có một người đàn ông cũng rất tâm lý. Anh mới kết hôn không lâu thì công việc có chút khó khăn, khiến anh mỗi ngày đều phải tăng ca, vừa mệt mỏi vừa căng thẳng. Người vợ biết chồng mình nỗ lực như vậy nhưng vẫn không khỏi lẩm bẩm: thật sự có nhiều việc như vậy sao? Lúc nào cũng rất muộn mới về nhà. Về nhà rồi nửa đêm vẫn còn phải lên mạng họp. Cuộc sống như vậy một chút chất lượng cũng chẳng có. Một hôm, người chồng cố gắng đáp ứng yêu cầu về nhà sớm ăn cơm với vợ. Tuy nhiên, sát giờ về là phải tăng ca, thành ra là hủy hẹn. Người vợ ở nhà một mình tức giận, ngay khi mở cửa cho chồng, liền dội một gáo nước lạnh vào mặt chồng. Hôm nay không tăng ca thì công ty anh sẽ sập sao? Việc gì phải để bản thân mệt mỏi như vậy? Không thể nói với ông chủ rằng anh không thể ngày nào cũng tăng ca sao? Hiếm có người chồng nào có thể nhẫn chịu được khi mệt mỏi trở về nhà từ công ty lại bị vợ mắng như tát nước vào mặt như thế. Tuy nhiên, người chồng tâm lý này ôn tồn nói với vợ bằng một giọng nói đầy ấm áp: em biết không, khi anh tăng ca, nghĩ đến em là niềm an ủi duy nhất của anh đấy. Người vợ cười tươi như hoa đào mùa xuân, không vì chuyện chồng tăng ca mà tức giận nữa. Câu chuyện thứ 8. Sự thông minh nhanh trí của vị thiếu tướng. Có một vị thiếu tướng không quân làm mừng thọ, nhân cơ hội này cũng mời mọi người đến chung vui. Trong bữa tiệc, một sĩ quan bảo vệ vì quá căng thẳng nên đã vô tình làm đổ cả ly rượu vào đầu hói của vị thiếu tướng khi định rót rượu mời ông. Toàn hội trường khi đó nín thở, không một tiếng nói. Nhưng không ngờ người thiếu tướng kia không những không tức giận mà còn nói với anh chàng sĩ quan rằng: anh tưởng rằng dùng cách này thì có thể chữa được bệnh hói đầu của tôi sao? Nếu có hiệu quả thì tôi đã sớm làm thử rồi. Câu nói của ông khiến cả hội trường cười lớn, khen ông không những bao dung lại còn hài hước. Ba câu chuyện 6, 7 và 8 đều là dùng trí huệ để biến những bi kịch trong cuộc sống thành những câu chuyện hài hước. Người ta thường cho rằng hài hước là một loại năng lực. Kỳ thực, hài hước chính là một loại thái độ giao tiếp trong cuộc sống. Khi chúng ta có thể dùng tâm thái bình tĩnh hay một loại quan điểm khác để nhìn nhận vấn đề, thì lời nói ra chính là một loại hài hước. Câu chuyện thứ 9. Sự chân thành là điều vô giá. Tại Mỹ, ông chủ của một công ty nhỏ đàm phán với tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng nhiều lần thất bại. Một lần nọ, ông chủ nhỏ bước ra khỏi văn phòng của vị tổng giám đốc. Lần hợp tác này không thành. Anh nhìn thấy bên đường có một cây non bị gió thổi rạp xuống đất. Bèn chạy tới đỡ cây non đứng lên. Vì không muốn để cây bị gió thổi đổ một lần nữa, anh còn lấy dây thừng trong xe buộc cố định cây non lại. Không ai ngờ được rằng hành động này của anh đã lọt vào tầm mắt của vị tổng giám đốc nọ.
Chính hành động vô tình này đã khiến tổng giám đốc cảm động. Cuối cùng, hai bên đã hợp tác thành công. Khi ký kết hợp đồng, vị tổng giám đốc nói: "Cậu có biết không, hành động khiến tôi xúc động không phải là cậu đỡ cây non đứng dậy, mà là vì cây non đó cậu đã đi rất xa để lấy một sợi dây thừng cố định lại. Khi người khác cần giúp đỡ, nếu không ai hay biết gì mà vẫn không do dự hy sinh lợi ích của bản thân, dẫu chỉ một chút, cũng là điều khó có thể làm được. Tôi không có lý do gì là không hợp tác với người như vậy. Người như vậy cũng không có lý do gì không đạt được thành công." Sau này, sự nghiệp của ông chủ nhỏ nọ quả nhiên ngày một hưng thịnh, càng làm càng lớn. Câu chuyện thứ 10: cơ hội thường bất ngờ khảo nghiệm sự lương thiện của con người. Trong một cửa hàng bách hóa tại Mỹ, trời đột nhiên mưa lớn. Một bà lão ăn mặc giản dị, ướt sũng cả người, chạy tới trú mưa. Hầu như tất cả nhân viên trong cửa hàng đều không ngó ngàng gì tới bà lão. Một chàng trai trẻ rất thành khẩn bước tới, nói: "Chào bà, cháu có thể làm được gì cho bà?" "Không cần đâu, tôi tránh mưa một chút sẽ lập tức rời đi." Bà lão cảm thấy có đôi chút bất an khi mượn chỗ của người khác để trú mưa, bèn muốn mua một chút đồ, nhưng đi lòng vòng mãi cũng không biết phải mua gì. Chàng trai trẻ thấy vậy, bèn nói với bà lão: "Bà ơi, không cần phải làm vậy đâu ạ. Cháu kê một chiếc ghế đặt ở cửa, bà yên tâm nghỉ ngơi là được rồi ạ." Sau 2 tiếng đồng hồ, cơn mưa dứt hẳn. Bà lão hỏi xin danh thiếp của chàng trai rồi rời đi. Vài tháng sau, chàng trai nhận được một cơ hội, được chỉ định làm người đại diện cho công ty bách hóa này, đàm phán với một công ty gia tộc lớn, hứa hẹn mức lợi nhuận khổng lồ. Sau này mới biết được rằng đó là cơ hội bà lão trước kia mang tới. Bà lão ấy không phải ai khác, chính là mẹ của Andrew Carnegie, ông vua thép, người giàu thứ 3 trong lịch sử thế giới. Chàng trai trẻ nhờ vậy đã thuận buồm xuôi gió thăng tiến lên tận mây xanh, trở thành cánh tay phải đắc lực của Andrew Carnegie. Đồng thời, anh cũng là nhân vật trọng yếu, giàu có, chỉ đứng sau Andrew Carnegie. Sự chân thành và lương thiện không thể ngụy tạo. Dẫu ngụy tạo cũng chỉ có thể nhất thời, chẳng thể lừa gạt cả đời. Sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm dành cho mọi sinh mệnh, tự nhiên sẽ được đền đáp. Những điều kiện vô giá trên thế gian không nhiều, chân thành và lương thiện chắc chắn là một trong số đó. Câu chuyện thứ 11: hai con chim cô gái. Có hai con chim gái rất thân với nhau. Hết tha thẩn xuống đồng lượm từng hạt lúa, chúng lại bay lên ngọn tre râm ran tiếng gù, cứ tha hồ mà dồn dập và khoan thai. Bỗng chẳng may, một anh bị con người bẫy được, đem về nuôi. Anh kia liền đi tìm bạn mới. Mặc dù được chăm sóc chu đáo, nhưng bị giam hãm trong lòng, phần thì nhớ da diết cánh đồng quê, phần thì nhớ bạn. Con chim gái cất lên những tiếng ai oán não nùng. Nghe tiếng than của bạn, anh chim gái ở ngoài cũng tìm đến thăm. Thấy bạn mình được ở trong chiếc lồng son, có thức ăn nước uống đầy đủ, anh ta ganh tị bảo: "Tưởng khổ cực lắm, hóa ra cũng là phúc đức của ông cha để lại mới có được kẻ nâng niu chiều chuộng, còn than vãn nổi gì." Anh chim trong lòng nghẹn ngào không thốt nên lời. Thế thế, anh chim ở ngoài nảy ra ý định: "Mình muốn vào đó, nhưng có cả hay thì thức ăn sẽ ít đi, chi bằng tìm kế cho nó bay ra để ta vào tha hồ mà chén." Nghĩ vậy, anh ta liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ: "Muốn thoát thân thì nhịn ăn, giả vờ chết. Chủ sẽ bắt ra xem thử, lúc ấy nhanh chân mà tẩu thoát." Quả thật, bằng cách đó, anh chim trong lòng đã được vùng vẫy nơi trời cao và say sưa cất giọng trầm bổng. Còn anh chim ở ngoài
là cứ quanh quẩn bên chiếc lồng, tất nhiên là được vào trong dễ dàng. Được no nê, nhưng sau đó anh mới nhận ra sự cô độc tù túng. Từ đó, chim càng lười biếng, không cất nổi tiếng gáy. Người chủ thấy thế cũng chẳng còn săm soi, chăm sóc chim như ngày xưa nữa. Nhiều hôm phải nhịn đói, nước mắt lưng tròng, thân hình tiều tụy trong mạch tội nghiệp. Anh ta liền dở chiêu cũ, nhưng có ai mà dạy nữa. Lúc này, anh chim gái nọ mới nhận ra rằng, sống mà chỉ vì miếng ăn, thì đó chỉ là kiếp sống thừa.